Không, gắt chính này nó có thôi, nhưng mà cái này có hai găng tay không có cái gắt. Để xin một cái clip để làm làm động lực cho hai ông bà đấy. hai anh này là anh chị này là từ đấy nhỉ, sáng lúc nãy bảo chiều em là Hà Giang đấy, à tận Hà Giang đây. Anh chị này rất là vất vả đi suốt từ chiều đã xuống đây với em Hằng. Bộ này em Hằng đang nghe đây để xin những cái động lực. Không phải không phải không phải nhá. Rồi, hiểu không? Em đã xử lý à? Thì cái này, cắm lên đây cái này. Đây là một bộ cắm cái hoa. Hiểu không? Cắm một cái. Cắm một cái. À, hôm nay đã thuộc về anh chị ở trên Hà Giang rồi ạ. Ôi, đừng xem trên hình Mai đây này. Có lên hình không nhé? Xin chào lên hình. Sao lên với tên A thế nhỉ? Em đi vệ sinh nhờ. Chị đi thẳng ở trong này em ạ. À, em hàng còn đây này, còn một bộ chiêu nhá. Mới về đây này, còn chưa mở, chưa test. Ngày mai em hàng sẽ test bộ này cho cả nhà nhá. Đó. Ngày mai sẽ test ạ. Vâng ạ. Ông từng đánh ở đây. Bảo ánh tôi riêng một em đi không rất nhỏ nghe kiểu như hoàn toàn giả. Thằng em đánh vào mỗi người sao hộ. Ừ, không, nhưng mà về khi một chung ấy. Theo anh chị về Hà Giang rồi ạ. Vâng. Anh đưa cho em cái cáp visit ngay cái. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Luôn yêu quý em Hằng và theo dõi kênh của em Hằng. Cả nhà mà muốn liên hệ tất cả các đồ âm thanh bãi, đồ ghép thì liên hệ với Lâm Phan Khánh Hằng cơ sở 1 nhé. Và logo của em là 0912572434 á. Cả nhà giúp em nhé, chụp lại logo và giúp em. Em còn rất là nhiều hàng nhưng mà vừa rồi em cũng bận quá và cũng chưa. Tháng này tháng Vu Lan cho nên là em cũng bận như thế và không có thời gian để chụp từng cái cho anh em ạ. Anh em cần liên hệ cho em hàng nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.